Kính thưa quý khán giả, đau thần kinh tọa thường là biến chứng của thoát vị để đệm cuộc sống thắt lưng, gây đến các cơn đau từ lưng dưới lan xuống hông và chân. Nếu như không được phát hiện sớm và điều trị đúng cách thì sẽ để lại nhiều di chứng cho người bệnh, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bệnh nhân, thậm chí là gây tàn phế. Riêng đối với những người lớn tuổi có bệnh lý nền thì sẽ dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì việc điều trị đau thần kinh tọa như thế nào để mang lại hiệu quả và có cách gì để phòng ngừa bệnh lý phổ biến này hay không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong chương trình Sức khỏe của bạn kỳ này. Kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Đau thần kinh tọa là bệnh lý khá phổ biến hiện nay. Bệnh lý này gây ra nhiều đau đớn, khó chịu và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đau thần kinh tọa nếu không được điều trị kịp thời sẽ dễ bị biến chứng, nhất là những trường hợp mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường. Bệnh có triệu chứng thường khá mơ hồ, không rõ rệt ngay từ đầu, khiến người bệnh chủ quan không điều trị sớm. Cũng có nhiều trường hợp đã điều trị nhưng vẫn tái phát, thậm chí tình trạng bệnh còn nặng hơn trước. Và đây là một trường hợp điển hình. Bữa nay mình bị sao đến đây khám đây? À, chị bị đau thắt ngang cái xương sống em. Dạ. Rồi nó lon xuống tới cái chân luôn, tê, đứng lên đứng xuống khó khăn. Dạ, bị bao lâu rồi? À, chị bị khoảng một năm mấy rồi đó. Năm mấy nay rồi. À, nhưng mà chị cũng đi điều trị, đi khám bệnh các bệnh viện khác. Dạ. Giống như là uống thuốc vô thì giảm bớt. Rồi xong rồi thời gian sau nó cũng tái lại. Nó nhức ngang cái xương sống nè bác. Rồi nó dài xuống tới cái mông mình luôn. Rồi dài xuống tới cái bàn chân luôn. Nhiều khi cái tư thế là chị đi làm ở nhà đó, là chị làm công chuyện quay qua đứng mà giống như nó không có ngay cái tư thế là nó sẽ nhức. Không chịu nổi luôn. Biểu hiện này dân gian mình hay gọi á là đau lưng lắng chân, là đau theo kiểu đau thần kinh tọa đó. Giống như có cọng dây nó chạy dài xuống dưới vậy đó. Nó giống như là điện giật vậy đó bác. Rồi lúc cái nó đau bên cái mông mình à, rồi xuống tới cái chân cái nó giật luôn. Rồi ok. Rồi lúc mà nhiều khi là muốn té luôn á. Ừ, bây giờ bác sĩ sẽ khám cho chị. Đau thần kinh tọa ở người lớn tuổi có bệnh nền thì việc tìm hiểu và trang bị kiến thức về bệnh lý này sẽ giúp bệnh nhân và người thân có phương án xử trí đúng đắn. Khuyến cáo bệnh nhân nên đến ngay cơ sở y tế khi có các triệu chứng bất thường để được các chuyên gia hàng đầu tư vấn phương án điều trị tốt nhất. Kính thưa quý khán giả, đau thần kinh tọa là một căn bệnh phổ biến và thường hay gặp, gây khó khăn cho vận động cũng như là làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chính vì thế, trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân, triệu chứng, cách phòng ngừa và việc điều trị sẽ được thực hiện như thế nào. Qua cuộc trao đổi với hai vị bác sĩ, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hậu, trưởng khối nội Tập đoàn Y tế Phương Châu. Và xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Lâm Văn Cân, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Ngoại thần kinh, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu. Trước hết thì xin thay mặt những người thực hiện chương trình chân thành cảm ơn hai vị bác sĩ đã dành thời gian của mình để tham gia chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình thì xin được mời bác sĩ Lâm Văn Cân có thể vui lòng cho biết đau thần kinh tọa là gì và hiện nay bệnh lý này đang phổ biến ra sao? Giống như đây là một cái mô hình về cái cuộc sống của chúng ta. Đây là cái đĩa đệm, bình thường đĩa đệm nó như thế này, chính giữa nó có cái nhăn, nhăn này gọi là nhăn nhầy, xung quanh là cái vòng xơ. Đối với những người mà trẻ, vòng xơ này nó sẽ mềm, dẻo dai. Thì vị trí mà dễ bị thoát vị cao nhất á, là ngay vị trí thắt lưng và ngay L4, L5. Thì vì một nguyên nhân nào đó, cái nhăn nhầy này nè, nó không nằm ở vị trí này nữa, mà nó sẽ bị lòi ra ngoài, giống như cái hình thứ hai đây. Nó lòi ra ngoài, nó thoát khỏi cái vị trí ban đầu của nó do cái vòng xơ này nó bị xơ cứng, thoái hóa, nó đè vô trong thì gây ra cái hiện tượng gọi là chèn ép thần kinh. Khi đó bệnh nhân sẽ có biểu hiện triệu chứng là đau thắt lưng, lan xuống chân, đau như điện giật hoặc là đau buốt, đau rát, tê. Đó là triệu chứng rất điển hình của đau thần kinh tọa. Nguyên nhân của cái thoát vị đĩa đệm á thì có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là thoái hóa, thì lúc đó cái vòng xơ này nó sẽ bị xơ cứng, mềm và giòn, dễ bị vỡ ra. Khi đó chúng ta làm đĩa đệm này nó sẽ bị chạy ra ngoài, nếu trường hợp những cái tác động mạnh nó sẽ dẫn đến thoát vị đĩa đệm. Và nguyên nhân thứ hai thì ít gặp hơn, đó là chấn thương hoặc là xoay ẹo cột sống đột ngột. Ngoài ra nó có những yếu tố nguy cơ này làm thúc đẩy cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm này nó sẽ tăng lên. Thứ nhất là về cái tuổi thì nó dao động ở 35 đến 50 tuổi là nhiều nhất. Thì theo nhiều nghiên cứu người ta nói là do cái tuổi này là tuổi lao động, làm nặng, làm sai tư thế. Và thứ hai là về giới tính thì nữ thường ít hơn nam phân nửa. Về cái thứ ba nữa là cái cân nặng gọi là béo phì. Đối với những trường hợp mà bệnh nhân đã mổ rồi á
thì những bệnh nhân mà bị béo phì lên ký đó thì nó tăng nguy cơ tái phát lên tới 12 lần. Cái tiếp theo nữa là về hút thuốc. Nhiều nghiên cứu cho rằng hút thuốc nó sẽ làm giảm cái lượng máu hoặc là lượng oxy đến cung cấp cho đĩa đệm, dẫn đến đĩa đệm này dễ bị thoái hóa và làm cho thoát vị đĩa đệm. Còn triệu chứng điển hình của cái thoát vị đĩa đệm á, nhất là đau buốt, đau rát, đau nóng, thậm chí là đau như kim châm. Ngoài ra cái đau đó còn tê nếu trường hợp mà bị đèn ép nhiều vào thần kinh. Nặng nề hơn nữa là có khả năng làm cho cái chân của mình nó bị teo đi và yếu, dẫn đến di chứng rất nặng nề nếu không xử trí kịp thời. Thưa bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hậu, riêng đối với những bệnh nhân bị đau thần kinh tọa mà kèm theo bệnh lý nền như là huyết áp, tiểu đường hay là tim mạch, thì khi gặp phải bệnh lý đau thần kinh tọa, phương pháp điều trị là gì ạ? Thì đối với những người có bệnh nền, cái việc này càng làm cho họ khó chịu hơn, họ sẽ đau nhiều hơn. Bên cạnh đó, những cái thuốc sử dụng sẽ làm bắt đầu cày càng nhiều lên, ảnh hưởng tới các cái điều trị, các tác dụng phụ lẫn nhau giữa các cái thuốc, và những cái tác dụng phụ đó nó có thể làm cho bệnh nhân ngày càng suy sụp hơn về tinh thần và chất lượng cuộc sống. Cho nên thật sự khi bà con mà có những cái bệnh nền thì thứ nhất là phải ổn định bệnh nền, và trong cái điều trị nó rất khó, vừa phải đi kèm với các bác sĩ nội khoa để ổn định bệnh nền, vừa phải đi kèm với các bác sĩ chuyên khoa thần kinh để giải quyết các vấn đề thoát vị đĩa đệm và cả về phục hồi chức năng nữa, để làm sao cơn đau ít quay trở lại hoặc là hạn chế nó diễn tiến nặng lên thêm mà đôi khi cần phải phẫu thuật. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hậu. Thưa bác sĩ Lâm Văn Cân, trong ghi nhận của chương trình phần đầu tiên thì cũng có đề cập đến là tình trạng của một bệnh nhân 55 tuổi đến khám tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu với cái tình trạng là bị đau lưng nhiều, sau đó thì lan xuống vùng đùi, mông, chân trái thì bị nhỏ hơn chân phải. Trước đó thì bệnh nhân cũng có chia sẻ là cũng đã đi điều trị rồi, nhưng mà điều trị thời gian thì thấy cũng đỡ đau hơn thôi, nhưng mà sau đó thì lại tái phát lại và cũng có sử dụng thêm thuốc nam, thuốc bắc nữa, và sau đó thì thấy có dấu hiệu là tăng cân mặt tròn. Với trường hợp này thì bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào để gửi đến cho bệnh nhân ạ? Có nhiều trường hợp can khai thác, bệnh nhân chỉ đau lưng nhẹ thôi, lan xuống chân nhẹ, chưa có nhiều lắm. Sau đó họ mua thuốc, tự mua thuốc uống, rồi họ khoảng không thay đổi thói quen, dẫn đến cái tình trạng bệnh lý đó nhiều lên. Thì khi đó những cái biến chứng xảy ra do dùng thuốc, giống như tăng cân hoặc là dùng cái thuốc đó nhiều quá, gọi là corticoid á, họ sẽ mặt tròn lên, xương thì lõn yếu đi. Thì đối với những cái trường hợp như vậy, bà con nên đến khám chuyên những nơi có chuyên khoa về thần kinh cột sống, bác sĩ chuyên điều trị về bệnh lý này. Thứ nhất là bác sĩ sẽ chỉ định thuốc phù hợp, có lộ trình điều trị rõ ràng. Thì thường đối với thoát vị này, bác sĩ điều trị nội khoa kéo dài nhất là 6 đến 8 tuần. Nếu không đáp ứng điều trị nội khoa thì chúng ta sẽ có khả năng chuyển sang giai đoạn thứ hai là cần phải can thiệp phẫu thuật để điều trị. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị và các bạn, điều trị đau thần kinh tọa ở bệnh nhân có bệnh lý nền như là tim mạch hay là huyết áp thì đòi hỏi cần phải sự kết hợp giữa các chuyên khoa. Riêng tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu, việc áp dụng điều trị nội khoa cho bệnh nhân đau thần kinh tọa có bệnh nền như là tim mạch, đái tháo đường thì việc áp dụng phương pháp hiệu chỉnh cơ xương khớp với mục đích là tái cân bằng lại cơ đã nâng cao hiệu quả điều trị, mang lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Sau đây là ghi nhận của chương trình xung quanh vấn đề này. Kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Điều trị đau thần kinh tọa có hai mục đích: giảm đau và giảm thiểu nguy cơ phát triển viêm xương khớp. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, bao gồm cả việc giảm triệu chứng và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng này. Đối với những bệnh nhân ở độ tuổi trung niên khi mắc phải bệnh thoát vị đĩa đệm nhưng có bệnh nền, tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã áp dụng điều trị nội khoa trên bệnh nhân có bệnh lý nền, kết hợp với phương pháp phục hồi chức năng tại Trung tâm Phục hồi chức năng và hình thể chuẩn Mỹ HMR. Cụ thể là phương pháp tái lập sự mất cân bằng cơ, thông qua các bài tập được chỉ định theo phác đồ riêng biệt để giúp bệnh nhân hồi phục. Nhưng nếu tình trạng nặng hơn, sẽ có những chỉ định phẫu thuật nội soi hay mổ hở tùy vào tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Trước đây thì chúng ta chỉ có điều trị bằng cái phương pháp là tập thông thường, tức là giảm đau, mục đích là giãn cơ ra để cho giảm bớt cái chèn ép cho cơ, vì giảm thấy giảm đau, nhưng mà cái nguồn gốc của nó gây ra cái chèn ép, nguồn gốc gây tăng cái áp lực nội địa để không được giải quyết. Thì gần đây chúng ta sẽ thêm một cái nữa là chúng ta sẽ điều trị theo cái quy trình của bên Mỹ gồm 4 bước ha. Chúng ta phải tái lập cân bằng cơ tại cái vùng thắt lưng khung chậu để trả cái vùng thắt lưng khung chậu về cái đường cong sinh lý bình thường, hoặc là trả cái khung chậu về cái vị trí mà đúng cái chức năng của nó, là làm một cái bệ đỡ, làm cái nền móng cho cái cột sống chúng ta. Thì khi đó là chúng ta mới giải quyết được cái cơn đau của cái thắt lưng, đặc biệt là cơn đau mà do thoát vị đệm, chèn ép thần kinh gây cái đau thần kinh tọa.
Một phác đồ hiệu quả sẽ bao gồm quản lý cơn đau tại chỗ, điều trị toàn thân và giải quyết các nguyên nhân trực tiếp của bệnh. Cách tiếp cận toàn diện này nhắm vào các khía cạnh khác nhau của chấn đau thần kinh tọa, nâng cao cơ hội điều trị thành công, mang lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại cuộc trò chuyện với hai bác sĩ liên quan đến vấn đề đau thần kinh tọa ở bệnh nhân có bệnh mãn tính. Thưa bác sĩ Lâm Văn Cân, thì đối với những trường hợp mà bệnh nhân đau thần kinh tọa có bệnh mãn tính, thì trong trường hợp nào thì phải can thiệp bằng phẫu thuật ạ? Thì tùy vào từng bệnh nhân. Thứ nhất là Cân sẽ nói những cái trường hợp cần phẫu thuật cấp cứu trước. Đối với trường hợp mà thoát vị to quá, đè vô rễ thần kinh làm cho thứ nhất là bệnh nhân có triệu chứng tê yếu hai chân, khiếm khuyết thần kinh, hoặc tiêu tiểu không tự chủ, hoặc là không tiêu tiểu được luôn, thì cái đó mình cần phải xử lý can thiệp phẫu thuật cấp cứu để giúp cho cái phục hồi bệnh nhân được tốt hơn. Còn một cái chỉ định thứ hai nữa, đối với trường hợp giống như hồi nãy Cân có nói là điều trị nội khoa là kéo dài 6 đến 8 tuần. Nếu mà bệnh nhân đáp ứng điều trị nội khoa đó thành công thì không cần phải can thiệp. Còn trường hợp mà bệnh nhân không muốn duy trì cái thời gian điều trị lâu như vậy, người ta muốn chủ động để mổ luôn tại quá đau, bệnh nhân chịu không được, thì lúc đó chúng ta cần phải phẫu thuật để giúp cho bệnh nhân đỡ đau. Đối với tại bệnh viện thì chúng tôi can thiệp phẫu thuật được thoát vị đĩa đệm đơn thuần. Chúng tôi sẽ làm với nội soi để lấy cái nhân đệm ra. Cái thứ hai, đối với những bệnh nhân mà cái cột sống nó bị lệch, bị trượt đi và không còn vững, mất cái độ vững đó, thì chúng tôi sẽ can thiệp bổ hở để bắt vít vào những cái đốt sống mà mất vững đó và thay đĩa đệm nhân tạo để giúp cho bệnh nhân có khả năng phục hồi tốt hơn, nhanh hơn và ngăn ngừa được tái phát tốt hơn. Trong trường hợp này xin phép Huy Thị và bác Cân cho họ thêm một số ý kiến. Bởi vì trong cái trường hợp phẫu thuật á, đối với những cái bệnh nhân trẻ khỏe không có bệnh lý nền, thật sự người ta cũng sẽ phối hợp với mình rất tốt. Tuy nhiên ở bệnh nhân mà có những cái bệnh lý nền, khi được tư vấn là phải phẫu thuật hay gì đó, họ rất là e ngại luôn. Bởi vì không biết đường huyết tôi bị tiểu đường, mổ không có lành bác sĩ ơi. Rồi bây giờ sức khỏe mẹ tôi yếu quá rồi làm sao? Rồi huyết áp thì không có ổn định thì như thế nào? Thì thật ra là ở bên Phương Châu mình, trước khi mà quyết định đưa bệnh nhân lên phẫu thuật thì chúng tôi sẽ có những cái quy trình an toàn theo quy chuẩn chất lượng của CCA, là phối hợp của nhiều chuyên khoa, đa chuyên khoa với nhau. Như vậy thì bên hậu nội khoa, mỗi chuyên khoa như tiểu đường, huyết tim mạch, huyết áp gì đó thì sẽ phối hợp để điều chỉnh cho bệnh nhân đạt cái thông số tốt nhất để hạn chế tối đa nguy cơ nhất trước khi phẫu thuật. Với cái sự nguy hiểm của bệnh lý này thì nếu như mà sức khỏe của chúng ta còn khỏe thì chúng ta có thể phòng ngừa được hay không? Vấn đề này chúng tôi xin được mời bác sĩ Lâm Văn Cân cho ý kiến ạ. Thứ nhất là hạn chế những cái động tác gập ưỡn xoay của cơ thể quá đột ngột. Thứ hai là làm nặng, khuân giác nặng quá, sai tư thế, thì cái đó rất là có nguy cơ đĩa đệm nó sẽ, cái nhăn nhầy nó sẽ bị tròi ra ngoài, gọi là thoát vị đĩa đệm. Nên hạn chế hút thuốc. Đối với những trường hợp hút thuốc thì giống như những yếu tố nguy cơ chúng ta thấy, hút thuốc thì làm giảm oxy cho tới đĩa đệm, thì lúc đó đĩa đệm dễ bị thoái hóa và người bệnh có nguy cơ. Và cái cuối cùng là cần phải khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần để kiểm tra tổng quát. Xin cảm ơn bác sĩ Lâm Văn Cân. Như vậy thì theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hậu, đối với những bệnh nhân mà có bệnh nền mãn tính như là đái tháo đường hay là tim mạch, khi gặp các bệnh lý về đau nhức thần kinh tọa thì bác sĩ có những lời khuyên như thế nào để giúp những bệnh nhân này có thể là bảo vệ được sức khỏe của mình và cũng để tránh cái tình trạng bệnh diễn biến nặng hơn? Người chưa có mắc bệnh luôn thì mình cũng có thể dự phòng cái vấn đề này tốt hơn. Đối với nội khoa của Hậu thì bằng cái chế độ ăn kiêng, giảm cân nặng. Bởi vì cái cân nặng càng lớn thì cái nguy cơ thoát vị đĩa đệm nó càng nhiều. Cho nên khi mình thấy mình nặng quá thì mình phải tập thể dục thường xuyên nè, hạn chế các thức ăn quá ngọt, quá béo nè. Ngoài ra nếu mà đã dùng hết cách của mình rồi mà mình vẫn không giảm được cân nặng thì có thể liên hệ với trung tâm nội tiết của Hậu, bởi vì ở đây sẽ có giảm cân an toàn cho các bạn. Đối với những người đã có bệnh rồi, những cái bệnh nền như là bệnh tim mạch, bệnh nội tiết như tiểu đường rồi này kia đó, thì khi mà có cơn đau xảy ra nên hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị của mình để người ta cho lời khuyên đúng nhất. Tránh cái thói quen đi ra tiệm thuốc mua và kê khai thì sẽ dẫn đến một cái hệ lụy. Người chưa tiểu đường uống mấy cái thuốc corticoid riết là bị tiểu đường, suy thận, suy tim, suy tuyến thượng thận, loãng xương và đôi khi gãy xương tự nhiên luôn nữa, chứ không đơn thuần chỉ là thoát vị đĩa đệm. Xin cảm ơn hai vị bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Sức khỏe của bạn kỳ này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.